Bây giờ đến cái phần số 2 là lượt về, là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bung bản gốt ra trong cái trường hợp mà giả sử sau một thời gian sử dụng các máy của các bạn nó bị lỗi gì đó, các bạn ngại cài lại Win vì chúng ta phải cài lại hết phần mềm, thì chúng ta đơn giản là bung cái file gốt mà mình đã tạo ra thì nó sẽ trở về cái trạng thái hoàn hảo khi mà các bạn tạo ra cái bản gốt đó. Ở đây chúng ta sẽ vẫn vào WinPE và chúng ta sẽ vào phần gốt 64 này. Rồi, ok này. Chúng ta sẽ chọn cái phần này là local và chọn disk swap partition thì tùy các bạn xem là cái ổ C của các bạn như nào. Ví dụ như cái máy này tôi đang ngồi thì ổ C của nó cũng được cài hoàn toàn trên một ổ đĩa cứng là một cái ổ SSD, thì tôi sẽ chọn là disk và tôi sẽ chọn là from image. Tức là tôi sẽ tạo ra tôi sẽ bung cái file image này vào cái ổ đĩa này. Sau đó thì trong này tôi sẽ phải tìm đến cái thư mục mà đến cái ổ đĩa mà chứa file ghost của tôi. Ví dụ tôi biết là cái file ghost của tôi nó sẽ nằm trong cái ổ này chẳng hạn. Và tôi sẽ kéo xuống tìm đến một cái file. Đây, tôi thấy là cái file có tên của tôi như này, tên file static1607. Thì đây là tôi đang sử dụng trên cái máy học viên, thì các bạn sẽ chọn cái file này. Sau đó ở trong phần này có phần rất quan trọng, các bạn không được làm sai. Đó là bước tiếp theo các bạn cần chọn đúng cái ổ đĩa mà các bạn muốn bung file nén ra. Ví dụ như là ở trong này tôi có một cái ổ là ổ PHD này chẳng hạn. Giả sử đây là ổ lưu trữ dữ liệu, tôi không muốn cài Win lên ổ này thì tôi không được chọn ổ này. Nếu các bạn chọn nhầm ở đây chẳng hạn thì khi các bạn ấn OK nó sẽ ghi đè dữ liệu lên cái ổ cứng này, thì tất cả các dữ liệu trong ổ cứng này các bạn coi như vứt đi. Đấy, các bạn phải nhớ chọn đúng ổ đĩa nhé. Ở đây tôi sẽ chọn ổ là ADATA chẳng hạn. Rồi OK xong. OK này, ấn OK. Nếu mà cái ổ đĩa của các bạn ấy mà có nhiều phân vùng thì lúc này nó sẽ hiện ra các phân vùng để chúng ta chọn. Nhưng mà do ổ đĩa này của tôi nó chỉ có một phân vùng là ổ C thôi, nên rất đơn giản, không cần phải chọn gì cả, chúng ta sẽ chọn. Thì khi các bạn, nếu như máy các bạn có nhiều phân vùng thì các bạn nhớ xem cái phần size này, cái phần data size này và phần outside này, xem là cái ổ đĩa của bạn có cái phân vùng đấy nó có bao dung lượng nó bao nhiêu. Thường ví dụ các bạn tạo ra một cái ổ C dung lượng là 120GB, rồi ổ D là ổ data dung lượng nó là 800GB chẳng hạn, thì các bạn cứ nhìn đây, mình sẽ chọn cái, đương nhiên mình sẽ chọn cái file số nó nhỏ. OK, sau khi tôi chọn đây mình nhấn OK là xong. Sau khi ấn OK thì nó sẽ có một cái cảnh báo là process with this restore, thì nó sẽ báo là tất cả các cái dữ liệu cũ của bạn sẽ bị ghi đè, overwritten. Thì mình ấn yes, vậy là xong. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ chờ cho cái thanh này nó chạy hết là được. OK, vậy là xong quá trình ghost. Chúc các bạn thành công.